Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Thiện Đất Bán Nhà Đất Hà Nội. Đây là kênh thông tin nhà đất Hà Nội với thông tin chọn lọc, chân thực và chính xác. Nếu thấy hữu ích thì mong quý vị để lại cho em một lượt like, một lượt chia sẻ hoặc đăng ký kênh nhé. Trước khi vào thăm nhà thì em có quay cái đoạn ngõ dẫn từ nhà mình ra đường chính. Đây là một ngõ thẳng, ô tô có thể đi, nhiều đoạn phình to rộng hơn thì ô tô có thể tránh nhau thoải mái. Ra đến đây là đường vành đai 2,5. Một cái dự án trọng điểm của thủ đô Hà Nội. Dự án này thì hiện tại vẫn đang thi công. Tuy vậy, nó là đường quy hoạch chính nên sẽ triển khai nhanh thôi. Giữa thủ đô thì không ai người ta để như thế này mãi đâu. Thưa quý vị, trước mắt quý vị đang là một dự án nhà chia lô xây mới giá rẻ, phân khúc ít tiền. Thực ra thì đối với bản thân em và rất nhiều người thì đây không phải là số tiền nhỏ. Tuy nhiên, so với mặt bằng giá cả và nhà cửa ở khu này thì đây là nhà ít tiền rồi. Ngõ trước nhà thì khá rộng rãi, rộng khoảng 2,5m, ô tô đi qua cách hai nhà. Ở đây gần đất dự án nên cơ sở hạ tầng đường xá sẽ cải thiện rõ rệt ở tương lai không xa. Nhà mình thì có thể đi vào từ nhiều ngõ, đi từ Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, hoặc đi từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn, hoặc là đi từ phố Định Công vào thì đều được. Căn này cũng nằm gần với bệnh viện Bưu Điện, phố Trần Điền và khu đô thị Định Công. Tổng thể dự án này thì có 5 căn, đã bán 3. Hôm nay em quay cho mọi người xem căn này nhỏ nhất, diện tích 30m², xây 5 tầng. Giá chào của từng căn thì em có để ở dưới phần mô tả của video nha. Đối với dự án này thì quý vị cô chú anh chị cứ đến xem đi, giá nào cũng bán ạ. Với diện tích sổ đỏ là 30m² x 5 tầng thì nhà có kết cấu là mỗi tầng một phòng rộng, vệ sinh khép kín. Bên trong nhà thì sàn gỗ lát đủ các phòng ngủ, cầu thang đá, tay vịn gỗ, cửa thông phòng cũng là gỗ tự nhiên, cửa chính thì là cửa cuốn. Công năng sử dụng cơ bản của nhà là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, bếp thì ở tầng 1. Hướng nhà là hướng đông bắc, bác nào không hợp hướng này cũng có thể alo cho em Thiện giới thiệu căn khác nha. Nhà thì có thiết kế đơn giản, mỗi tầng 1 phòng thôi. Vì tầm này, với diện tích này, cũng không có đâu mà bày vẽ được nhiều. Nếu ai đang cần tìm một ngôi nhà trên dưới 3 tỷ tại khu vực này, mua vừa để sử dụng, vừa có tiềm năng tăng giá, thì lựa chọn này là sáng suốt rồi ạ. Mỗi một con người, mỗi một công việc đều phải đem lại lợi ích cho mọi người, cho xã hội. Với sự chọn lọc và hiểu biết về lĩnh vực nhà đất, với những thông tin và video thực tế, hy vọng sẽ giúp quý vị tham khảo và sớm chọn được căn nhà ưng ý ạ. Nếu thấy hữu ích thì quý vị đừng quên đăng ký hoặc chia sẻ video để lan tỏa những điều tốt đẹp nhé. Xin trân trọng cảm ơn và mời mọi người xem tiếp video.